các bác, chào mừng các bác đã trở lại với kênh YouTube của Hiếu Minh Alo. Không biết là các bác đang theo dõi kênh YouTube của Hiếu Minh, có bác nào đang muốn tìm cho mình một bộ micro không dây, hàng chính hãng, chất lượng cao và giá thành bình dân không ạ? Thì trong clip ngày hôm nay em có một sản phẩm để giới thiệu đến anh em, một bộ mic góp đầy đủ các yếu tố, hàng chính hãng, có thương hiệu, nhiều tính năng và chất mic hay, giá thì rất cực kỳ hấp dẫn bình dân. Mic này thì có model là DB Acoustic DB 450 25W, một phân khúc mic mà trong năm 2022 vừa qua theo thống kê của nhà hãng DB Acoustic thì đây là một trong những bộ mic bán chạy nhất trên thị trường hiện tại. Thì hôm nay em cũng về hàng ở tại cơ sở Việt Nam và em muốn lên sóng để giới thiệu thì các bác và anh em đang tìm một mic giá hấp dẫn trong tầm trung. Mẫu mic này thì có model là DB 450 25W. Ok, và sẽ mở hộp sản phẩm này cùng các bác nhé. Bên trong thì có một lớp xốp để bảo vệ cái đầu thu và tai mic. Phụ kiện đi kèm sẽ có 4 quả pin. Pin này thì dùng được khoảng tầm 3-4 tiếng, nhưng mà dùng một lần thôi ạ, để cho anh em có thể test được chất mic của bộ mic này. Phụ kiện đi kèm sẽ có một dây kết nối 6 ly. Anh em có thể cắm trực tiếp xuống vang của ống ly này, sẽ sử dụng cho cả hai tay mic. Một nguồn adapter được đóng trong bìa cắt tông rất là cẩn thận. Cái này thì đi theo đúng cái điện nguồn 12V của bộ mic này. Hai tay chống lăn ngang. Hai dâu sóng dài, với hai dâu sóng này thì bắt thoải mái gia đình không khuôn viên khoảng tầm 40-50m. Đây, đến các bác có thể thấy này. Rất đặc biệt đúng không? Đấy. Cái vỏ bọc của tay mic thôi, nhưng mà nhà hãng làm cũng rất là chỉnh chu. Đấy, thun này, rất là chất. Ở đây là tay mic. Tay mic này thì thiết kế là sơn, nước sơn nano chống xước, chống rỉ. Cái này là màu là trắng sữa, cực kỳ đẹp và bắt mắt, tay cầm rất đầm tay. Đấy, chóp mic cũng vậy, được sơn màu này là màu trắng sữa, cực kỳ khó xước nhá, đây là sơn nano rồi này, không thể xước được đâu. DB Acoustic. Vỏ nhôm cực kỳ dày, này rơi vào rơi cũng yên tâm. Tay mic, hai tay, một tay nam, một tay nữ. Anh em có thể là chỉnh cái phần đây. Đầu thu của bộ mic này thì được thiết kế là màu đen. Nếu bản cái bản đời trước thì nhà hãng thiết kế là màu ghi, nhưng mà theo ý kiến của khách hàng tiêu dùng thì phản ánh thì đa phần người ta thích đều là màu đen, cho nên là nhà hãng chuyển đổi nâng cấp và bản 2023 này đã sửa thành là màu đen. Cái màu đen này thì là phù hợp với đa phần bộ dàn đều là phù hợp màu đen này. 450 25 mã, volume to nhỏ và chỉnh tần số sóng set. Như em vừa giới thiệu đến anh em, và bộ mic này ngoài vấn đề là thương hiệu DB Acoustic, của thương hiệu nhập khẩu chính hãng, bảo hành 2 năm, thì bộ mic này nó còn nhiều điểm mạnh, đó chính là về tính năng của nó. Nó rất nhiều tính năng hay. Như anh em đây có thể thấy này, tính năng này chính là tính năng scan. Scan này sẽ là dò sóng sạch. Anh em đặt cái bộ mic này vào khuôn viên gia đình, xong các bác có thể là nhấn scan này, nó sẽ tự động dò sóng, xong là các bác có thể là quay cái tay mic này, màn hình đi nhá, vào cái mắt thần này, đó, nó sẽ bắt lại sóng và dò sóng sạch nhất trong không gian đó. Đây, scan. Và ngoài tính năng scan thì bộ mic này có tính năng tự ngắt này, đặt xuống mic xuống 3 giây sẽ tự ngắt. Tính năng gia tốc rơi xuống, không có tiếng kêu. Và một tính năng nữa, một tính năng rất đặc biệt mà 90% các bộ mic bây giờ hiện tại không có, đó chính là tính năng hỗ trợ echo. Ổ mic này tích hợp cho mình thêm một chip echo gồm 5 chế độ. Đấy, anh em có thể nhấn nút này, tăng giảm 5 chế độ echo, hỗ trợ cho âm ly hoặc là vang. Đấy, khóa này. Đấy, rất là hay đúng không? Rất nhiều tính năng tích hợp trong một bộ mic này, giá cực kỳ bình dân. Phía sau thì là hai anten sóng này, một rắc kết nối 6 ly đi cùi phụ kiện đây rồi, và hai rắc Canon này thì các bác có thể đấu riêng biệt từng mic, nguồn vào 12V.
Đây là hàng chính hãng của thương hiệu Dbeltic, thì anh em có thể là check được hàng chính hãng qua mã QR hoặc là soạn gửi series này, check series này trên website của Dbeltic. Bộ mic rất đẹp, rất hay và chất lượng. Đấy, rất nhiều tính năng. Đấy, một bộ mic mà nhiều tính năng hay cho anh em có thể tham khảo với ghép gia đình. Và bộ mic có không dây DB450-25 mã này em sẽ bảo hành tính bắc là 2 năm và đổi mới trong vòng 3 tháng đầu. Và bộ mic này chỉ có giá là trên 3 triệu đồng một chút thôi. Và đã sở hữu được cho mình một bộ mic nhiều tính năng, chất mic hay, hàng thương hiệu chính hãng. Và bây giờ thì em sẽ mời các bác cùng em trải nghiệm chất âm của bộ micro không dây DB450-25 mã này nhé. Xin mời anh em cùng theo dõi. Mùa đông xa băng, em đang chờ mùa đông hai âm.